Cát Tường thừa nhận 3 lần đều yêu trai trẻ kém 10 tuổi, tuyên bố của con gái mới sốc. Trong một talk show tuần này, bà Mai Quốc Dân Cát Tường lần đầu trải lòng về những rào cản trong tình yêu lệch tuổi và đã từng bị con gái phản đối chuyện tình cảm với trai trẻ. Sau hơn 10 năm ly hôn chồng và nuôi con một mình, cuối năm 2015, diễn viên MC Cát Tường bất ngờ công khai bạn trai. Điều khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng khi người bạn trai của cô chính là người mẫu diễn viên Minh Thành, anh kém cô đến 13 tuổi. Những tưởng hạnh phúc sẽ được vuông tròn, nhưng không lâu sau cuộc tình này cũng kết thúc chóng vánh. Khi hỏi về chuyện người yêu trẻ và lý do đổ vỡ, Cát Tường thừa nhận tại chương trình Sức Sống Thanh Xuân. Khi yêu, mình không có chủ đích chọn người trẻ để quen, mà đó chẳng qua là vì công việc, có thời gian làm việc cùng nhau và nảy sinh tình cảm. Đi chơi chung với nhau một thời gian không hợp nữa thì chia tay. Thế nhưng Tường không e ngại về chuyện đó, trong tình yêu khó nói được. Trở lại câu chuyện của chương trình với chủ đề Nên chăng tình yêu lệch tuổi, Cát Tường đã có những chia sẻ xoay quanh vấn đề rào cản trong tình yêu lệch tuổi. Cụ thể, với câu hỏi, có phải khoảng cách tuổi tác chính là rào cản trong tình yêu? Từ chính sự từng trải của bản thân, cô cho biết, vấn đề chênh lệch 1-2 tuổi là không có gì đáng bàn. Nhưng nếu chênh lệch 10 tuổi trở lên thì chắc chắn cả hai sẽ khác nhau về sở thích, suy nghĩ, cũng như tư duy về cuộc sống. Khi ở chung lâu ngày sẽ dần phát sinh những mâu thuẫn. Đồng cảm cho hoàn cảnh từng trải qua của đàn chị, anh Đức cũng thay đổi quan điểm. Ngay ban đầu, Đức nghĩ tuổi tác không phải là rào cản, nhưng rõ ràng khi hai người chung sống cùng nhau mới nhận thấy những cái không tương đồng của nhau. Tiếp tục với câu chuyện của chính mình, Cát Tường bùi ngùi, rào cản lớn nhất là gia đình, mấy ai có thể chấp nhận được. Dù ban đầu hai người thề non hẹn biển, nhưng khi gia đình ngăn cấm thì sẽ bị tác động. Mỗi ngày nghe một chút, hai người dần mệt mỏi, đến một lúc nào đó tình cảm nhạt dần. Riêng Lê Lộc cho rằng khi yêu phải chịu đựng và chấp nhận mọi rủi ro. Nếu như vậy tại sao lại ngại rào cản? Đáp lại những giả thuyết của Lê Lộc, Cát Tường bất ngờ tiết lộ bản thân cô đã trải qua không những một mà nhiều mối tình chênh lệch tuổi. Cụ thể cô cho biết mình đã trải qua 3 mối tình lớn hơn 10, 11 và 13. Cô bộc bạch, trong mỗi giai đoạn con người ta sẽ có những quyết định khác nhau. Cụ thể 10 năm trước chuyện tình cảm trục trặc, Tường sẽ chọn gia đình vì lúc đó con còn nhỏ, Tường phải đặt con cái lên hàng đầu. Chưa hết, nữ diễn viên còn đưa ra dẫn chứng từ câu chuyện chính mình và nói phản ứng của con gái. Lúc bé, con Tường đã nói rằng nếu mẹ sống một mình, con nuôi mẹ, nếu mẹ lấy chồng con sẽ không quan tâm, con sẽ không xem con, mẹ sinh ra là em. Những điều con nói khiến Tường phải suy nghĩ rất nhiều. Đối mặt với những rắc rối giữa con gái và chuyện tình cảm, mẹ đơn thân Cát Tường cho biết cô chọn thời gian để giải quyết, cô đợi con gái lớn cho con tự do yêu đương, để con cảm nhận tình yêu đẹp như thế nào. Kết quả cô con gái của Cát Tường đã không còn ngăn cản mẹ khi hiểu được khái niệm tình yêu. Sau khi hồi tưởng lại những quá khứ đầy nước mắt của mình, cô bộc bạch, nếu ở thời điểm hiện tại Tường có mối tình lệch tuổi, Tường nhất định sẽ chọn tình yêu. Tường đã làm tròn trách nhiệm, đạo hiếu người làm con cho cha mẹ và lo cho con gái ăn học nên người. Đã đến lúc Tường phải lo cho hạnh phúc của riêng mình, đơn giản vì ai cũng có mưu cầu hạnh phúc và Tường cũng không ngoại lệ. Nổi tiếng với chương trình Trao Tình Duyên và được khán giả trìu mến đặt cho cái tên Bà Mối Quốc Dân, thế nhưng Cát Tường lại là người lận đận trong đường tình duyên khi cô đã ở tuổi 40. Có thể nói dù đã trải qua nhiều cay đắng và lận đận trong đường tình duyên, nhưng Cát Tường bao giờ cũng vui tươi và đầy niềm tin vào tình yêu, cũng như luôn lạc quan để hướng đến tương lai. Tuy nhiên khán giả vẫn mong Bà Mối Quốc Dân sẽ tìm được bến đỗ bình yên sau những sóng gió cuộc đời. Có mẹ bầu nào sung sướng như Lê Phương, được chồng trẻ cưng chiều từ bữa ăn đến giấc ngủ như thế này. Mặc dù khá bận rộn với công việc kinh doanh riêng, nhưng ông xã của Lê Phương vẫn dành thời gian chăm lo bà xã của mình. Kể từ khi thông báo mang thai lần 2, thì Lê Phương hầu như không tham gia bất kỳ hoạt động nào trong showbiz. Thay vào đó, nữ diễn viên dành nhiều thời gian cho việc nghỉ dưỡng, cũng như phụ giúp công việc kinh doanh của gia đình. Nếu theo dõi trang cá nhân của diễn viên phim Gạo Nếp Gạo Tẻ, không khó để bắt gặp những khoảnh khắc ngọt ngào của đôi vợ chồng. Đặc biệt hơn vào những tháng cuối của thai kỳ, ông xã Lê Phương còn cưng chiều cô hơn trước đây rất nhiều. Lê Phương khoe ảnh được chồng, dắt đi ăn kèm dòng trạng thái: sáng chưa xế của mẹ bầu, còn chiều tối và khuya nữa. Dẫu bụng đã lớn nhưng Lê Phương vẫn thường xuyên đến cơ sở kinh doanh của chồng để phụ giúp. Bên cạnh đó, cô cũng tiết lộ đang mang thai bé gái, đúng với nguyện vọng của đôi vợ chồng trẻ đang mong ước. Có mẹ bầu nào được như Lê Phương, chẳng những không mệt mỏi mà da dẻ ngày càng đẹp, tinh thần sảng khoái như thế này. Lê Phương tận hưởng thời gian ăn thai bên cạnh chồng mình. Dù ở ngoài đời hay đi công việc thì Lê Phương luôn được chồng tháp tùng cẩn thận và tình cảm vẫn dạt dào như lúc mới yêu. Gần một năm ly hôn, Trương Quỳnh Anh như lá úa tái sinh, tim ngày càng xuống dốc.
Sau cơn mưa trời sẽ nắng lại, câu nói dường như đúng với Trương Quỳnh Anh, nhưng với Tim thì không. Tim Trương Quỳnh Anh có lẽ là cặp đôi tốn nhiều giấy mực nhất trong làng giải trí Việt. Giữa năm 2018, Tim khiến khán giả bất ngờ khi thừa nhận mình và Trương Quỳnh Anh đã ly hôn trong cuộc nói chuyện với fan trên trang cá nhân. Dù vậy, cả hai vẫn sống chung nhà để chăm lo cho con trai Sushi. Hậu chia tay, cuộc sống của cặp đôi vẫn luôn thu hút sự quan tâm và theo dõi từ dư luận. Dù việc hôn nhân rạn nứt ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần, nhưng Trương Quỳnh Anh vẫn cố cân bằng cuộc sống sau biến cố. Nữ ca sĩ vẫn xuất hiện tươi tắn tại các sự kiện. Bên cạnh việc dành nhiều thời gian hơn cho con trai, cô cũng chăm chút nhiều hơn đến bản thân. Bằng chứng là người đẹp ngày càng nhuận sắc rạng rỡ mỗi khi xuất hiện, khiến ai nấy đều trầm trồ. Trương Quỳnh Anh ngày càng xinh đẹp mặn mà. Không những vậy, sau một thời gian đầy tâm trạng hậu ly hôn, Trương Quỳnh Anh lại chăm đăng ảnh vui tươi, thậm chí kèm theo những dòng chia sẻ sặc mùi thả thính. Nhiều người đoán nữ diễn viên đã dần vơi đi nỗi buồn sau khi đổ vỡ hôn nhân. Không còn những tâm sự buồn như thời kỳ mới ly hôn, giờ đây Trương Quỳnh Anh thường xuyên chia sẻ những câu nói đậm mùi thả thính. Ngoài việc nhan sắc ngày càng xinh đẹp trẻ trung quyến rũ hơn, Trương Quỳnh Anh còn xây dựng cho mình hình ảnh một người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập và tài năng. Cô bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh làm đẹp và gặt hái được nhiều thành công. Sống sang chảnh, thỉnh thoảng Trương Quỳnh Anh lại tự thưởng cho mình một chuyến đi du lịch và không quên check-in tại những địa điểm nghỉ dưỡng đắt đỏ. Nữ ca sĩ cũng tham gia nhiều chuyến đi làm từ thiện, giúp đỡ cho những hoàn cảnh còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Giọng ca sinh năm 1989 thường xuyên đi ăn uống cà phê sang chảnh và tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ ở những địa điểm nghỉ dưỡng đắt đỏ. Trái ngược hẳn với vợ, thời gian gần đây Tim lại lộ diện với sắc vóc hốc hác khác lạ, thậm chí anh còn giảm 15kg sau thời gian ly hôn. Điều này khiến không ít khán giả cho rằng dường như sau biến cố, cuộc sống, dành quá nhiều thời gian cho công việc nên Tim đã không còn giữ được phong độ như trước. Tuy nhiên anh lên tiếng, việc thay đổi ngoại hình chỉ là do đóng phim. Bức hình mới nhất lộ rõ vẻ ngoài gầy guộc của Tim được chia sẻ trên mạng xã hội cách đây không lâu. Tóc dài và gương mặt có phần hấp đi của Tim khiến nhiều người khó mà nhận ra đây từng là một mỹ nam đình đám showbiz. Được biết sau ly hôn Trương Quỳnh Anh, Tim lựa chọn cuộc sống khá kín tiếng và dành nhiều thời gian tham gia các hoạt động nghệ thuật như tham gia game show, đóng phim. Việc thân hình ngày càng gầy guộc của Tim cũng được cho là để hóa thân vào vai diễn mới. Dẫu vậy, việc thay đổi hình tượng của Tim vẫn khiến nhiều người không khỏi hụt hẫng. Tuy nhiên anh khẳng định việc gầy đi không phải do biến cố hôn nhân. Nam ca sĩ chia sẻ, ly hôn, kết hôn, yêu ai ghét ai cũng chỉ là cơn gió thoáng qua. Chỉ khi nào liên quan đến con mình hoặc gia đình mình mới buồn tới mức đó nhé. Hiện Tim đang dành khá nhiều thời gian cho công việc. Thời gian gần đây, Tim cũng đăng tải những dòng status đầy mùi thính. Quyền Linh khóc nghẹn kể về quá khứ lên Sài Gòn lập nghiệp, xin bác cháu khê, xin rau ăn qua bữa. MC Quyền Linh chia sẻ về khoảng thời gian khó khăn khi mới lên Sài Gòn, không có tiền phải xin ăn, khiến nhiều người không khỏi xúc động. Trước khi có cuộc sống sung túc, vợ đẹp và hai con gái xinh xắn, Quyền Linh từng có quá khứ nghèo khó khi quyết định khăn gói lên Sài Gòn lập nghiệp. Mới đây, MC Quyền Linh đã xuất hiện trong chương trình Ký ức khó quên. Trong chương trình, nam MC quốc dân trải lòng về những khó khăn mà bản thân phải đối mặt khi quyết định lên Sài Gòn lập nghiệp. Quyền Linh không giấu được sự xúc động và nhiều lần rơi nước mắt khi nói về những ngày chật vật nơi xứ người. Trải lòng về quá khứ lần đầu tiên bước lên Sài Gòn, anh nói, đất Sài Gòn là một trong những mảnh đất màu mỡ và cũng vô cùng khó khăn. Dễ thì rất dễ, nhưng khó thì rất khó. Nhưng đối với Quyền Linh những năm đó vô cùng rất khó, đến mức tưởng chừng mình không thể nào đứng trụ nổi đất Sài Gòn này. Một thân một mình, không nhà không cửa, không người thân bạn bè, không tiền bạc, tất cả đều là không hết. Thế nhưng ở dưới quê, Quyền Linh cứ nghĩ Sài Gòn là một thiên đường, nhưng lên đây mình mới biết nó không phải thiên đường, mà thậm chí nó là địa ngục, bởi vì nó quá gian khó, không có cái gì để mình có thể bám trụ được. Nó dồn mình dường như vào bước đường cùng. Có những lúc gần như mình không thể thở được, nó nghẹt thở tại đất Sài Gòn này. Mặc dù nó động lẫy như thế, nó phức tạp như thế, nó giàu có như thế, Linh cũng nghĩ, để thế nào có thể vươn lên thì nó cả là một chặng đường khó. Có những đêm, Linh cũng thức trắng đêm không phải vì không ngủ được mà vì đói quá, đôi khi lại nghĩ không biết ngày mai mình sẽ sống thế nào đây. Thế nhưng, nhớ lại những đêm ở Sài Gòn vì đói, MC Quyền Linh lang thang cả ngày lẫn đêm vì không thể kiếm nổi việc làm. Có đêm đang lúc đi lang thang bụng đói cồn cào, anh nhìn thấy một gánh cháo trắng bên đường, Quyền Linh đánh liều hỏi xin một bát. Chị bán cháo nói là phải chờ bán hết cho khách, nếu còn thừa thì mới đến lượt, ăn vét nồi. Mình nhìn khách đến ăn, nồi cháo cứ vơi dần mà tim như nghẹn lại. Đến 3 giờ sáng thì nồi cháo hết,
nhưng thật may còn chút cháo khê ở đáy nồi, mình vét chỗ cháo còn. Ăn mà sao thấy nó ngon vô cùng tận đến thế này. Khi đó, Linh ăn dưa mắm nữa, nghĩ lại nó ngon còn hơn yến xào hay là sơn hào hải vị, quyền Linh bộc bạch. Người ta sống ở Sài Gòn, đô hội, có tất cả mọi thứ, nhưng với Linh Sài Gòn lớn lắm mà mình lại không có gì cả. Cái màn rách không dám mở ra, hai bộ đồ không có gì cả, một cái nồi đen, vừa nứt vừa mốp nhưng là gia sản lớn nhất của mẹ. Lúc lên Sài Gòn có 2 lít gạo, một chai nước mắm, một hộp chao. Linh nói với mẹ rằng dù sống chết thế nào cũng phải bám đất Sài Gòn để thay đổi vì quá nghèo rồi, MC Quyền Linh chia sẻ. Mỗi lần nhắc đến khoảng thời gian khó khăn đó, Quyền Linh lại không kiềm chế được cảm xúc. Đôi mắt của anh ngấn lệ, giọng nghẹn ngào. Ở nhà còn 5 đứa em, một mái nhà gần như không nơi để che nắng che mưa vì nó trống. Mỗi lần mưa, không biết lấy gì để hứng. Càng đi đến Sài Gòn, Linh càng tự hỏi sẽ làm gì, ăn gì ở đâu. Lang thang giữa dòng người, rồi đi bộ đến trường sân khấu lúc 3 giờ sáng, nhưng không vào được vì lúc đó đã đóng cửa. Quyền Linh ngẹn ngào nhớ lại khoảng thời gian sống khổ trên thành phố. Đói quá, xin anh bảo vệ xem có chỗ nào để nấu cơm ăn không, nhưng rồi anh gọi vào ăn cơm cùng hũ chao mang dưới quê lên. Đó là lần thứ 2 kỷ niệm không bao giờ quên được trong khoảng thời gian đầu tiên mới lên Sài Gòn lập nghiệp. Sau đó khoảng thời gian này khó khăn, Linh quyết định đi tìm việc làm tiếp. Linh đến các chợ đầu mối để kiếm việc nhưng mọi người đều bảo ở đây không còn việc. Nhưng anh nói anh không cần trả tiền cho em làm đâu, anh cho em rau quả không lành lặn đó để em mang về ăn. Từ một người con ở Tiền Giang lên Sài Gòn lập nghiệp, MC Quyền Linh thấu hiểu được sự khó khăn của những người không có gì. Giờ đây, khi mà thành danh, anh luôn nhận lời tham gia các chương trình dành cho người nghèo. Thậm chí anh không màng đến cát xê và còn tặng tiền ngược lại cho họ. Dù cuộc sống ở đây giàu có biệt thự tiền tỷ, nhưng MC Quyền Linh vẫn là con người giản dị với đồ chợ dép tổ ong. Trong cuộc sống, Linh đã cố gắng ngồi thật thấp. Trong showbiz, Linh cũng đã cố gắng nằm nếp sát đất để có thể thấp hơn tất cả mọi người. Và Linh luôn cúi đầu trước tất cả mọi người để được bình an. MC Quyền Linh bộc bạch.